Putin thách thức điều 5 của NATO. Thưa quý vị và các bạn, liệu có một cuộc tấn công bất ngờ vào các mục tiêu của Nga dưới vỏ bọc trá hình là các cuộc tập trận phòng không của NATO hay không? Trong khi ấy, Tổng thống Putin vừa tuyên bố đanh thép rằng nếu một chiếc F-16 đe dọa tấn công một mục tiêu của Nga thì nó sẽ bị đốt cháy ngay lập tức. Sau đây, mời quý khán thính giả cùng quan sát theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh Tin 360 News. Cảnh báo của Putin về F-16. Giữa lúc chiến trường Ukraine đang ngổn ngang thì cuộc tập trận phòng thủ trên không năm 2023 kéo dài cho đến hết ngày 23 tháng 6 của 25 quốc gia thành viên NATO vẫn đang được tiến hành trong một chiến dịch lớn nhất chống lại Nga trong lịch sử 74 năm của khối liên minh quân sự này. Điều quan trọng cần ghi nhớ là đây là cuộc tập trận lớn nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc vào năm 1991. 25 quốc gia thành viên đã tham gia trong chiến dịch Air Defender 2023, đã đóng góp máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay chở hàng. Như chúng tôi đã phân tích trong video trước, vì học thuyết quân sự của Nga chỉ ra rằng các cuộc tập trận quân sự có thể được thiết kế làm vỏ bọc để che giấu một cuộc tấn công bất ngờ, nên cần lưu ý các bước nguy hiểm đã được thực hiện trong Air Defender 2023. Trong những ngày đầu của cuộc tập trận bắt đầu hôm 12 tháng 6, chiến đấu cơ của Nga đã phản ứng với cuộc tập trận của NATO trên bầu trời Estonia, đã buộc máy bay NATO phải xuất kích nhiều lần để đánh chặn. Trung tướng của lực lượng không quân Đức nhắn nhủ rằng thông điệp quan trọng mà chúng tôi đang gửi đi là chúng tôi có thể tự bảo vệ mình. Tất nhiên người Nga gần như chắc chắn không ảo tưởng về sức mạnh của liên minh quân sự phương Tây, nếu xét đến thất bại trong chiến dịch ủy nhiệm chống lại Nga tại Ukraine. Người Nga hiện vẫn đang cảnh giác trước một kế hoạch ngụy trang các máy bay chiến đấu F-16. Như thể chúng được điều khiển bởi phi công Ukraine và giả vờ như cất cánh từ lãnh thổ Ukraine. Đáp lại, các lực lượng pháo binh, tên lửa và máy bay chiến đấu ném bom của Nga đã vô hiệu hóa và phá hủy các sân bay của Ukraine, cũng như mọi máy bay Ukraine cất cánh từ đó. Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm 16 tháng 6, Tổng thống Putin đã bác bỏ sự giả vờ của NATO khi ông cảnh báo rằng nếu một chiếc F-16 đe dọa tấn công một mục tiêu của Nga, thì nó sẽ bị đốt cháy. Căn cứ không quân và máy bay hỗ trợ, bao gồm máy bay tiếp nhiên liệu, sở chỉ huy cũng vậy, bất kể họ đang treo cờ quốc gia thành viên NATO nào và họ đóng quân trên lãnh thổ nào. Tổng thống Putin nói, nhưng nếu chúng được đặt tại các căn cứ không quân bên ngoài Ukraine và được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu, chúng tôi phải xem xét cách chúng tôi có thể tấn công và nơi chúng tôi có thể tấn công những vũ khí được sử dụng trong chiến sự chống lại chúng tôi. Đây là mối nguy hiểm nghiêm trọng khi NATO tiếp tục tham gia vào cuộc xung đột vũ trang này. Lưu ý cụm từ của Tổng thống Putin trong đoạn trên khi ông tuyên bố, chúng tôi sẽ xem xét cách chúng tôi có thể tấn công. Phải chăng thông điệp mà Tổng thống Putin muốn gửi đến các nhà lãnh đạo NATO rằng quân đội Nga đã tập hợp các tình báo tác chiến và sẵn sàng các kế hoạch tấn công chỉ trong vòng vài phút để phát động các cú tấn công vào các mục tiêu ở Ba Lan, Romania, Moldova và có thể xa hơn về phía Tây qua biên giới Cộng hòa Séc và Đức. Có thể nói chưa bao giờ điều khoản 5 phòng thủ tập thể của NATO bị Tổng thống Putin thách thức một cách rõ ràng đến như vậy. Khi ông nói, chà, người Ba Lan, được rồi, họ có mục tiêu riêng của mình. Họ đang mơ và nhìn thấy sự trở lại của lãnh thổ Tây Ukraine và họ rõ ràng rằng họ đang dần tiến tới điều này. Song song đó, Mỹ đã nâng cấp vũ khí hạt nhân bằng cách điều máy bay ném bom B-1B của không quân Mỹ từ căn cứ không quân Fairford của Anh, tiếp nhiên liệu ở Đức, quá cảnh ở Ba Lan và Romania, đến một điểm ở Biển Đen ngoài khơi bờ biển Crimea và căn cứ hải quân Sevastopol, nơi các bộ phát đáp của máy bay đã bị tắt khỏi tầm quan sát của công chúng. Rõ ràng lịch trình bay này đã không lọt ra khỏi cặp mắt theo dõi của người Nga khi cuộc tập trận phòng thủ rầm rộ trên không của NATO vẫn đang được tiến hành. Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng đang cố gắng ngụy tạo điều 5 của NATO bằng cách đàm phán với nhau rằng họ sẽ cung cấp cho Ukraine loại đảm bảo an ninh nào một khi chiến tranh kết thúc và sự hỗ trợ của chúng tôi sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết. Tổng thống Macron còn tuyên bố, chúng ta phải đảm bảo rằng Nga sẽ không những không thắng trong chiến dịch đáng tiếc này mà còn không bao giờ có thể lặp lại nó. Dù tuyên bố hùng hồn là Nga không được phép thắng Ukraine, nhưng ba nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Ba Lan lại đang thảo luận về cách cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh kém mạnh mẽ hơn nhiều so với tư cách thành viên NATO khi áp dụng điều 5. Thay vào đó, chỉ là những đảm bảo dự kiến sẽ bao gồm các điều khoản cung cấp vũ khí tối tân hàng năm
đào tạo và chia sẻ thông tin tình báo theo tiêu chuẩn của NATO, giống như kiểu hỗ trợ quân sự mà Mỹ đã cung cấp cho Israel. Tuy nhiên, trên chiến trường, Ukraine thời điểm này, vũ khí thần kỳ tối tân của Đức, Pháp và Mỹ đã bị đánh bại nằm chỏng chơ trên các bãi mìn. Phi công Ukraine được huấn luyện 2 năm tại cơ sở huấn luyện bay cao cấp tại Mỹ đã tử trận ngay trong lần xuất kích đầu tiên, và hàng ngàn binh sĩ Ukraine cũng như chiến binh đánh thuê nước ngoài đã bị tiêu diệt. Kết quả mà người Nga gọi là phi quân sự hóa lãnh thổ Ukraine khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm ngoái. Giờ đây, Tổng thống Putin xác định sẽ tạo ra một vùng đệm trên lãnh thổ của Ukraine nếu chính quyền Kiev tiếp tục tấn công vào các lãnh thổ của Nga. Điều này đã được Tổng thống Putin tuyên bố trong Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg. Vì sao? Họ chỉ nên hiểu tất cả rồi sẽ dẫn đến đâu. Chúng tôi đang nghiên cứu các mục tiêu quân sự bằng vũ khí tầm xa và năng suất cao, có độ chính xác cao và đang đạt được tiến bộ. Chiều rộng và ranh giới của vùng đệm này phụ thuộc vào chủng loại vũ khí của lực lượng vũ trang Ukraine. Điều này đã được phát ngôn viên của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nhấn mạnh như sau. Các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật của vũ khí ở Ukraine càng cao thì khoảng cách này càng lớn. Trong khi ấy, đối với phi quân sự hóa Ukraine, Tổng thống Putin nói như sau. Xét cho cùng, hãy nhìn xem Ukraine sẽ sớm ngừng sử dụng thiết bị của chính mình. Không còn gì cả. Mọi thứ họ chiến đấu và mọi thứ họ sử dụng đều được đưa từ bên ngoài vào. Nhưng bạn không thể giành chiến thắng quá lâu. Và công nghiệp quốc phòng của chúng ta đang được thúc đẩy từng ngày. Chúng tôi đã tăng sản lượng các sản phẩm quân sự lên 2,7 lần trong năm qua, và mức tăng của các mẫu phổ biến nhất là gấp 10 lần. Và sự tăng trưởng hơn nữa đang diễn ra. Doanh nghiệp làm việc theo K2, K3, có khi cả ngày, cả đêm. Và điều này cho chúng ta biết rằng chúng ta có một biên độ an toàn rất lớn. Với tốc độ sản xuất quốc phòng này của Nga, rõ ràng đảm bảo an ninh cho Ukraine từ NATO sẽ là không đủ, chứ chưa nói đến đảm bảo từ Trục Đức, Pháp và Ba Lan. Có thể nói cuộc trò chuyện tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm 16 tháng 6 của Tổng thống Putin không khác gì là lời cảnh báo về nguy cơ nghiêm trọng của việc NATO tiếp tục can dự vào cuộc xung đột vũ trang, và ngầm gửi đi một thông điệp rằng Đức, Pháp và Ba Lan cũng sẽ bị đánh bại trên chiến trường, và không có sự đảm bảo an ninh nào của NATO để họ dựa vào, chứ đừng nói đến Ukraine. Vậy điều gì xảy ra tiếp theo trên chiến trường Ukraine? Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 19 tháng 6 đã liệt kê gần 600 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng chỉ trong vòng 24 giờ qua. Trong khi ấy, tài khoản Quân đoàn Mùa Xuân của Nga cho biết, tại máy xây thịt Orekhovskaya, hầu hết các binh sĩ cơ lữ đoàn 65 của lực lượng vũ trang Ukraine đã thiệt mạng. Một binh sĩ Ukraine là Yaroslav Enrias bị phía Nga bắt giữ đã nói về một số lượng lớn đồng đội của anh đã thiệt mạng. Theo binh sĩ này, trong số 500 người trong tiểu đoàn của ông, chỉ có 150 binh sĩ sống sót. Yaroslav cũng nói rằng các xe bọc thép chở quân M113 của Mỹ trong lữ đoàn của anh hầu hết đều bị hỏng hóc. Liệu trong cơn tuyệt vọng, quân đội Ukraine có cố gắng tấn công và kích hoạt một vụ nổ hạt nhân lớn tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia gây ô nhiễm phóng xạ cho khu vực xung quanh? Cũng giống như việc phá hủy con đập Kakhovka vào ngày 6 tháng 6 khi lợi dụng nước lũ để đạt được hiệu quả tương tự hay không? Liệu Nga có sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật? Có thể nói cuộc chiến đẫm máu tại Ukraine có thể tránh được trên bàn đàm phán từ rất lâu trước khi nó bắt đầu. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Tại thời điểm này, cả Nga và Ukraine đều không quan tâm đến các cuộc đàm phán hòa bình và tiếp tục leo thang vấn đề hết lần này đến lần khác. Ngay cả Tổng thống Putin cũng thừa nhận rằng điều này có thể dễ dàng gây ra chiến tranh thế giới thứ ba. Tờ Daily Mail dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu tại một cuộc họp báo. Mỹ giả vờ không sợ sự leo thang của cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng những người tỉnh táo ở đó rõ ràng không muốn biến điều này thành chiến tranh thế giới thứ ba. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba, sẽ không có người chiến thắng, kể cả Mỹ. Dù tiềm ẩn những nguy hiểm như vậy, nhưng các cuộc đàm phán hòa bình vẫn không phải là một lựa chọn cho cả hai bên. Tất nhiên, Tổng thống Zelensky cũng hoàn toàn bác bỏ các cuộc đàm phán hòa bình. Tờ Newsweek viết như sau. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ triển vọng đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Trong một cuộc phỏng vấn với Sky News của Anh, được phát sóng vào thứ Năm, Zelensky nói rằng Putin không muốn đàm phán vì ông ấy không muốn hòa bình. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông tin chắc rằng Ukraine chỉ là bước đầu tiên đối với Putin, người đang để mắt đến các quốc gia khác. Tất nhiên, chính quyền Joe Biden cũng đồng quan điểm như vậy với Tổng thống Zelensky.
và phương Tây dường như bị ám ảnh bởi chiến thắng ở Ukraine và họ cũng sẽ không lùi bước. Nhưng cũng có dư luận ở Nga tin rằng giới lãnh đạo phương Tây yếu kém và họ có thể bị buộc phải lùi bước. Hãng tin RT của Nga hôm 14 tháng 6 có đăng bài viết với tiêu đề "Bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân của mình, Nga có thể cứu nhân loại khỏi thảm họa toàn cầu" của tác giả là giáo sư Sergei Karaganov, chủ tịch danh dự thuộc Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng Nga. Ông viết như sau: "Chúng ta không thể lặp lại kịch bản Ukraine. Trong 1/4 thế kỷ, chúng tôi đã không được lắng nghe khi chúng tôi cảnh báo rằng việc mở rộng NATO sẽ dẫn đến chiến tranh. Chúng tôi đã cố trì hoãn để đàm phán. Kết quả là chúng tôi đã kết thúc trong một cuộc xung đột vũ trang nghiêm trọng. Bây giờ cái giá của sự thiếu quyết đoán cao hơn rất nhiều so với trước đây. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu các nhà lãnh đạo phương Tây hiện tại không chịu lùi bước? Có lẽ họ đã mất hết ý thức tự bảo tồn. Sau đó, chúng tôi sẽ phải tấn công một nhóm mục tiêu ở một số quốc gia để đưa những người đã mất cảm giác tỉnh táo trở lại. Đó là một sự lựa chọn đáng sợ về mặt đạo đức." Nhưng giáo sư Sergei Karaganov, vốn được coi là một trong những chuyên gia chính sách đối ngoại hàng đầu của Nga, dường như đã sai. Nếu đặt giả thuyết Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine, thì liệu giới lãnh đạo phương Tây có e sợ hay không? Chưa chắc, chính quyền Biden cũng từng đe dọa rằng sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để đáp lại. Rõ ràng người Nga vừa triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đang cảnh báo rằng một số loại vũ khí này mạnh gấp 3 lần so với những quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945. The Daily Mail cho biết, bình luận này được đưa ra khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tiết lộ rằng đất nước của ông đã bắt đầu nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật từ đồng minh Nga. Việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus là động thái đầu tiên của Moscow về các đầu đạn như vậy. Vũ khí hạt nhân tầm ngắn kém uy lực hơn, có khả năng được sử dụng trên chiến trường bên ngoài nước Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Thực tế, nếu một trong những vũ khí hạt nhân chiến thuật đó được phóng đi, nó sẽ là thứ vũ khí hạt nhân lớn nhất từng được sử dụng trong cuộc chiến tranh trong lịch sử loài người được ghi lại. Trong khi ấy, chính quyền Joe Biden đang lên kế hoạch gửi đạn uranium nghèo đến Ukraine. Tờ The Wall Street Journal gần đây cho biết như sau: chính quyền Biden chuẩn bị chuyển các quả đạn uranium nghèo tới Ukraine lần đầu tiên. Cuộc tranh luận nội bộ của chính quyền về các loại đạn gây tranh cãi đã diễn ra trong vài tháng. Nhưng tại thời điểm này, không có trở ngại lớn đối với việc gửi loại đạn sẽ được sử dụng để trang bị cho xe tăng M1 Abrams do Washington cung cấp. Đây có thể nói là một tội ác chống lại nhân loại. Nếu quý vị còn nghi ngờ điều này, thì những hình ảnh trẻ em tại Iraq đã minh chứng cho những gì mà loại đạn này đã gây ra. Truyền thông phương Tây đã từng đưa nhiều dự đoán đắc thắng rằng Nga sẽ sa vào vũng bùn lầy với những hậu quả thảm khốc đối với sự tồn tại của chính thể Putin. Tuy nhiên, trong những bước ngoặt của lịch sử thời hiện đại đầu thế kỷ 21, người Nga cuối cùng đã chiếm ưu thế trên chiến trường Ukraine một cách dứt khoát và không thể đảo ngược. Cuộc tấn công đang diễn ra của Ukraine hiện không khác gì một cuộc tự sát và khiến quân đội còn lại của Kiev trở nên rệu rã. Không rõ chính quyền Kiev sẽ huy động để tuyển đủ binh lính trong bao lâu, nhưng hai nhân vật mà chính quyền Biden đã chuẩn bị cho kế hoạch phụ ở Kiev nếu chẳng may Tổng thống Zelensky ngã ngựa giữa dòng là Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zelensky, và Giám đốc tình báo quân đội Thiếu tướng Kirill Budanov, dường như đã biến mất bởi các cuộc tấn công tên lửa gần đây của Nga. Không loại trừ một cuộc nổi dậy ở Ukraine nếu tỷ lệ thương vong trong chiến tranh trở nên không bền vững đối với xã hội. Thời điểm này, Tổng thống Biden cũng đang phải đối nhận tỷ lệ chấp thuận đối với chính sách chiến tranh của ông đang giảm dần. Điều này có thể gây nguy hiểm cho cuộc bầu cử lại của ông. Giám đốc CIA William Burns, trong lần đến thăm thủ đô Kiev hồi tháng 1 đầu năm, đã gửi cho Tổng thống Zelensky thông điệp rằng viện trợ quan trọng thúc đẩy cuộc chiến của Ukraine có thể trở nên khó khăn hơn, và gói viện trợ trị giá 45 tỷ USD mà Quốc hội Mỹ phê duyệt cho Ukraine vào tháng 12 năm ngoái dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 7 hoặc tháng 8 này. Như vậy, có thể thấy các khoản tiền mà Washington có thể cung cấp cho Ukraine là có hạn. Nếu những lời tuyên bố của Tổng thống Putin tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm 16 tháng 6 mà chúng tôi phân tích ở trên có thể xảy ra, thì điều đó cho thấy Điện Kremlin đã không còn tin tưởng vào Tổng thống Biden hoặc các đồng minh châu Âu của ông. Trong khi đó, sự thật rõ ràng là 90% cơ sở tài nguyên của Ukraine đều nằm ở khu vực do Nga kiểm soát.
Điều đó có nghĩa là tình trạng hỗn loạn sẽ làm tiêu hao rất nhiều tài nguyên của Mỹ, trong khi Nga chưa có dấu hiệu cạn kiệt. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Quý vị nghĩ sao về đề tài chúng tôi vừa nêu trên? Xin hãy để lại bình luận bên dưới. Mọi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ video này của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video của kênh Tình 360 News. Quý vị nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Các bản tin bình luận sẽ được phát sóng hàng ngày vào lúc 7:30 các tối trong tuần. Kính mời quý khán thính giả cùng đón xem. Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Thân ái chào tạm biệt.